Tôi vừa đi xả. ngang từ từ đó rồi. Có Huyền không Huyền? Mày có hiểu không? Lấy anh đứng ở ngay kia kìa. Mày thấy cái màu trắng trắng ở giữa thảm không? Cái anh kia đi mẹ ảo thế nhỉ? Đấy. Cái nhà này ảo Đấy, địt vậy. mẹ, lấy anh vừa đặt cái đấy xuống đấy thì nó đi Cái ra. nhà này ảo vãi cực cường ạ, đi mẹ nhìn cái ảnh với cả cái ảnh với cả cái nó vứt đấy. Hello, tôi mới sự xuất hiện của cái nhạc hợp nhạc luôn á. Nó đóng cửa, nó đóng cửa. Mày đi mẹ. Non, 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 non. Ủa? Ôi nó ném nhiều vậy. Thì con ma ném này, mày ném vậy hút. Địt mẹ cái nhà lại ảo Đừng quá. Huỳnh ném á. Alo. Ném, không ném. Có gì phòng cách nó ném hết mà, con ném đéo đâu. Con dao em để ở cái gì? Nó giờ đấy em vô luôn. Xin xin nhá, xin. Thằng Huy lém. Thôi xài thử thôi. Đâu anh dí này hợp nhạc nha. Xài thử coi. Tắc mình nằm nẹp quá nè. Cái hộp nhạc là cái đéo gì đấy? Em đâu biết đâu. Tự nhiên nãy chụp hình em nhìn lại tự nhiên thấy cái music box nè. Nhất nè. Hết tài sản đi săn nha, sao nó săn luôn à? Không, tao xài hộp nhạc. Cái gì? Thì đâu biết mẹ để đâu thử. À, nhé, con bấm một cái à. Lẻ. Không, cái hộp vàng này nè, hộp vàng dưới chân nè, dưới cửa mày không? À, địt mẹ mày, cái này thì anh em dễ này. Anh em cứ đặt đồ trước cửa thôi, địt mẹ đứng ở ngoài xem. Hợp lý hết luôn. Cái này kiểu gì ạ? Thì bố mình vừa mới vào mẹ chứ. Mày bấm chuột phải thôi, nhưng mà nó dí theo hộp nhẹ á. Nó dí theo, dí theo. Thôi từ nhưng mà tao cái gì? Nãy tao bấm xong nó dí theo đâu mà. Cái gì cơ? Cái gì mà dí theo? Cái hộp nhạc này. Này, tao có ý kiến nhá. Anh em set up anh em đồ để tao chạy đồ để tao chạy cầm kia. Tao chưa phải nhạc ở đây chưa phải. Cái hộp nhạc là cái đéo gì ở đâu ấy? Cái hợp lý ấy, hợp lý ấy, chơi chơi. Em đâu biết nào, nó ngay trước cửa nè. Quay cầm rồi, quay cầm rồi. Đâu? Không, không quay cầm, đừng quay đừng cầm. Đâu? Cái hộp nhạc. Đấy, đằng sau nè. Đây vậy? Chơi, đặt ở đây được mà. Quay vào chơi, quay. Không phải đặt. Hóa ra là lấy. À, anh vô phòng phụ. Nhưng mà đặt xuống được mà. Biết rồi. Ui, cô tè thế. Thì mẹ con này nhìn trông buồn cười thế. Nó đeo góc mặt anh ạ, mặt nó toàn là răng. Nhưng mà mày có nhìn thấy là nó dạng há không? Em mấy hai. Ê không nhắc ý, nghe không nhắc ý, nghe không nhắc ý. Đáng gì không, mày đáng gì không. Vậy lồn côi chơi thử mình chết mà. Đéo bảo, lấy đéo bảo gì cả. Biết thì nếu nữa, tao không biết là nó thắng luôn. Mày chụp ảnh cái hộp nhắc ý. Chụp rồi, không. Cái bước đầu tiên á, là tao chụp vô cái tủ á.